Bảo và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, có một quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Ăn muối nhiều dễ bị bệnh tim mạch và bệnh viêm da dị ứng. Los Angeles, miền Nam California, Jamie Trần nhận tội câm thù do Thái sẽ bị kêu án vào ngày 5 tháng 8 một người phụ nữ gốc Việt ở Georgia bị truy nã vì nghi ngờ đã ném bom xăng vào nhà người dân. Mưa đá ở Texas to như trái thơm, dài hơn 7 inch. Hoa Kỳ duyệt cho phép thêm một hãng taxi bay. Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đề nghị văn phòng đạo đức độc lập dành cho tố ca pháp viện. Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện đã chặn một dự luật của Đảng Dân Chủ đưa ra về quyền tránh thai. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico cảnh báo du khách Mỹ sau cuộc bầu cử tại Mexico. Cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi bầu cử qua thư. Sở cảnh sát của New York có thể thu hồi giấy phép mang súng của cựu tổng thống Donald Trump. Tổng thống Nga Putin nói, bản án có tội chỉ làm cho cựu tổng thống Donald Trump tăng điểm và thế giới không tin vào tòa án Hoa Kỳ. Nga nói rằng có thể sẽ giao vũ khí Nga cho kẻ thù của Mỹ vì Mỹ giao vũ khí cho Ukraine. Canada lần đầu tiên hạ lãi suất sau hơn 4 năm. Thế giới kỷ niệm lần thứ 80 ngày đi đê đổ bộ Normandy, giải thoát châu Âu khỏi tay Đức Quốc xã. Châu Âu lũ lụt do mưa xối xả khiến cho 5 người thiệt mạng ở Đức. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Trung Quốc chi 147,4 triệu đô la xây trang trại điện gió ở Brazil. Tin Việt Nam lừa bán bùa giữ vợ giữ chồng, 4 người ở Nghệ An thu được 3 triệu 400 ngàn đô la. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên chiều ngày hôm nay, ăn muối nhiều dễ bị bệnh tim mạch và bệnh viêm da dị ứng. Các bác sĩ cảnh báo chúng ta không nên ăn muối nhiều vì nó có nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy muối cũng hại làn da của chúng ta. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi lượng muối ăn vào hàng ngày tăng lên thì nguy cơ mắc bệnh chàm da còn được gọi là viêm da dị ứng cũng tăng theo. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Katrina Awebara, phó giáo sư gia liễu tại Đại học California San Francisco UCSF dẫn đầu, đã kết luận rằng hạn chế lượng natri trong việc ăn uống có thể là một biện pháp giúp giảm chi phí và ít rủi ro đối với bệnh viêm da dị ứng. Dữ liệu được lấy từ trung tâm dữ liệu nghiên cứu của Anh có tên là UK Biobank liên quan tới gần 216.000 người từ 37 tuổi trở lên vào thời điểm họ được tuyển vào cuộc nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho biết những người có mẫu nước tiểu cho thấy lượng muối ăn vào cao phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tràm nặng cao hơn 11%. Mặt khác thì những người tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe khi hạn chế ăn muối có tỷ lệ mắc bệnh chàm thấp hơn 12%. Nghiên cứu được công bố vào ngày thứ tư trên tạp chí JAMA Dermatology. Los Angeles, miền Nam California, Jamie Trần nhận tội căm thù do Thái sẽ bị kêu án vào ngày 5 tháng 8. Jamie Trần là một người Mỹ gốc Việt đã nhận tội căm thù và tội sử dụng súng sau khi làm bị thương hai người đàn ông Do Thái khi họ rời khỏi buổi lễ tôn giáo ở khu vực Pico, Robertson, Los Angeles vào năm ngoái. Jamie Trần, 29 tuổi, ở Riverside, California, vào ngày thứ hai đã nhận tội tất cả các cáo buộc chống lại anh ta. Hai tội ác căm thù với ý định giết người và hai tội sử dụng mang theo vũ khí trong và liên quan đến tội bạo lực. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Trần thừa nhận có niềm tin chống Do Thái và đưa ra những lời đe dọa bạo lực đối với những người Do Thái. Hành vi của anh bắt đầu vào năm 2018 khi anh ta rời trường nha khoa sau khi bày tỏ việc căm thù đối với những sinh viên mà anh cho là người Do Thái. Vào tháng 11 năm 2022, Jamie Trần đã phát tán tuyên truyền chống Do Thái cho những người bạn học cũ. Và tháng sau, anh đã chia sẻ những mô tả xúc phạm người Do Thái từ một trang web. Qua tháng 2 năm 2023, Jeremy Trần đã nhắm mục tiêu vào những người gần chợ Do Thái ở khu vực Los Angeles, bắn một người đàn ông Do Thái đang rời khỏi giáo đường Do Thái. Ngày hôm sau, Jeremy Trần thực hiện một cuộc tấn công khác vào một người đàn ông Do Thái thứ hai khi anh ta đang băng qua đường. Cả hai nạn nhân đều sống sót. Bản án dành cho Jeremy Trần được ấn định vào ngày 5 tháng 8, nơi anh ta phải đối mặt với mức tù từ 35 năm đến 40 năm tù. Một người phụ nữ gốc Việt ở Georgia bị truy nã vì nghi ngờ đã ném bom xăng vào nhà người dân. Các nhà điều tra hỏa hoạn của quận Greenness đang nhờ sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra một người phụ nữ bị truy nã trong hai vụ đốt phá do bom xăng gây ra. Theo tờ Atlanta News First, Hồng Thi Quỳnh 61 tuổi bị truy nã liên quan tới hai vụ cháy khu dân cư vào thứ Bảy ngày 1 tháng 6 và đang lãnh nhiều trát truy nã khác theo các nhà điều tra. Các vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà 6.000 trên đường Buckingham Court, Northwest và dãy nhà 1.300 trên đường Turner Ridge Drive, Northwest vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Bảy. Hồ sơ tòa án cho biết người đã sử dụng bơm xăng gây ra hỏa hoạn tại hai căn nhà khác nhau với ý định ám hại gia đình sống tại một trong hai căn nhà đó. Trần hỏa hoạn tại đường Buckingham Court thiêu rụi một căn nhà hai tầng và khiến cho một gia đình phải tháo chạy. Ngoài ra, còn có một người đàn ông bị trọng thương được chở đi bệnh viện, theo các nhà điều tra. Vụ cháy tại đường Turner's Brick gây ra thiệt hại vừa phải cho một căn nhà hai tầng và khiến cho sáu người phải chạy ra ngoài. Một người được điều trị vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, theo các nhà điều tra. Một cư dân sinh sống gần nơi xảy ra hỏa hoạn cho biết bà sẽ không bao giờ quên việc thức giấc với mùi khói và lửa bốc ra từ nhà hàng sớm vào ngày thứ Bảy. Ngọn lửa bùng lên trên mái nhà, mọi thứ thực sự bị thiêu rụi. Bà nói rằng bà muốn biết lý do vì sao có kẻ lại rắp tâm hãm hại một gia đình bốn người. Tôi tự hỏi ai mà nở lòng nào làm điều đó vì gia đình đó sống rất đạo đức. Người cha ra khỏi nhà vào buổi sáng và tiễn con trai đi học bằng xe bus. Người mẹ thì đảm đang nội trợ, còn các con thì đi học chăm chỉ, cô nói. Cô nói rằng thấy thứ gì đó phát ra tiếng nổ. Có mấy bịch ni lông đựng đầy xăng để ở bên hông căn nhà. Tôi còn thấy mấy cái khăn được gói lại và vài cái chai có khăn bên trong nằm kế bên mấy bịch xăng. Theo những gì chúng tôi biết được, người cha bị thương và đang nằm bệnh viện. Người hàng xóm cho biết họ muốn đưa ra lời khai. Những ai biết chi tiết xin hãy gọi cho đơn vị điều tra hỏa hoạn quận Winnet theo số điện thoại 678 518 4890. Các nhà điều tra hỏa Hạng Quận Winnet đang treo giải thưởng 10.000 đô la cho ai chỉ điểm được nghi can. Mưa đá ở Texas to như trái thơm, dài hơn 7 inch. Những người theo dõi tình hình giông bão tại vùng cực bắc Texas đã lượm được một cục mưa đá lớn mà các nhà nghiên cứu cho biết có thể xác lập kỷ lục mới tại tiểu bang theo AP. Vào và Amy Custer là các thợ săn bão kỳ cựu của đài truyền hình Oklahoma City KWTV đã phát giác ra một cục mưa đá dài hơn 7 inch là 17,78 cm vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 6 dọc theo lề đường gần thị trấn Vigo Park trong lúc họ đang thu thập tin tức về một hệ thống dông bão dữ dội. Vào Custer cho biết cục mưa đá có kích cỡ bằng một trái thơm trong hơn 30 năm săn bão, đó là cục mưa đá lớn nhất mà tôi từng thấy, Castro cho biết. Castro còn cho biết thêm, một số viên mưa đá có kích cỡ bằng trái banh bóng chày rớt xuống trong lúc ông lái xe, gồm một cục mưa đá đã làm nứt kiến chắn gió sơ hơi trước khi ông phát giác ra cục mưa đá lớn trong một con mương bên lề đường. Tôi có thể nhìn thấy cục mưa đá đó khoảng 100 giờ là 91,4 mét, Castro cho biết. Cục mưa đá to tướng được cho là một kỷ lục mới tại Texas, vượt qua cục mưa đá dài 6,4 inch là 16,25 cm, từng được tìm thấy tại Hondo vào năm 2021. Cục mưa đá mới này vẫn cần được các nhà nghiên cứu gồm các nhà khí hậu học của tiểu bang Texas kiểm chứng. Cục mưa đá nặng nhất từng được thấy tại Hoa Kỳ có đường kính là 11 inch là 27.94 cm và nặng gần 2 pound là 907 gram. Cục mưa đá được phát giác gần Vivian, South Dakota vào tháng 7 năm 2020 theo Trung tâm Tin tức Môi trường Quốc gia. Hoa Kỳ duyệt cho phép thêm một hãng taxi bay. Archer Aviation, hãng sản xuất phi cơ cho biết ngày thứ Tư ngày 5 tháng 6 rằng Cục Hàng không Liên bang FAA đã cấp cho họ giấy phép để bắt đầu hoạt động thương mại, trở thành nhà sản xuất taxi bay vận hành bằng điện năng thứ hai, đạt được một cột mốc quan trọng, theo Reuters. Cổ phiếu của công ty đặt trụ sở tại Santa Clara, California đã tăng 3% trong phiên giao dịch buổi sáng sau khi được FAA chấp thuận, được xem là giấy phép số 135 phi cơ có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng EVTOL, chạy bằng điện hàng đầu của Archer Aviation Midnight, vẫn chưa nhận được giấy phép phân loại từ FAA. Khi được cấp giấy phép phân loại, tức là phi cơ Midnight đáp ứng các tiêu chuẩn về thiết kế và an toàn của FAA. Archer Aviation được các công ty Stellantis Boeing và United Airlines hậu thuẫn, cho biết rằng họ có kế hoạch vận hành Midnight để giúp hệ thống và cách thức vận hành của phi cơ trơn tru hơn. Hãng phi cơ cùng lĩnh vực với Archer Aviation là Joby Aviation đã có giấy phép 1135 từ FAA năm 2022. Archer Aviation là một trong số nhiều nhà sản xuất phi cơ eVTOL đang tìm cách tạo một cuộc thay đổi cho việc đi lại trong đô thị tại các thành phố đông đúc bằng cách cung ứng dịch vụ hàng không có quãng đường ngắn. Nhưng ngành công nghiệp taxi bay phải đối diện với những thách thức về quy định và kỹ nghệ, chẳng hạn như thời gian vận hành tối đa của hệ thống pin gây áp lực lên cổ phiếu của các nhà sản xuất xe eVTOL cổ phiếu của Archer đã giảm 47% trong năm nay, Joby Aviation giảm 26,7%. Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đề nghị văn phòng đạo đức độc lập dành cho tố ca pháp viện. Ngày 4 tháng 6, một nhóm các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đề nghị dự luật mà sẽ thành lập hai văn phòng độc lập bên trong tối cao pháp viện để giải quyết các hành vi không đúng với nguyên tắc xử thế. Một văn phòng tư vấn điều tra sẽ điều tra các hành vi vi phạm đạo đức, trong khi văn phòng tư vấn đạo đức sẽ đưa ra hướng dẫn cho các thẩm phán và vợ chồng của họ. Dự luật này có tên là Đạo luật điều tra và đạo đức của tối cao pháp viện, được đưa ra sau vụ thẩm phán Samuel Alito tuyên bố rằng vợ ông đã quyết định treo một lá cờ lộn ngược bên ngoài tư gia của ông ở Virginia. Thành viên đảng Dân chủ cao cấp trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler thuộc đảng Dân chủ New York đã nói trong cuộc họp báo với các đồng nghiệp bên ngoài tối cao pháp viện rằng Chúng tôi hy vọng các thẩm phán của tối cao pháp viện tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức nhưng hành vi của họ quá thường xuyên không đáp yêu cầu. Dự luật này là hành động mới nhất trong số nhiều hành động tương tự của các thành viên Dân chủ tại Quốc hội. Những người đã chỉ trích các thẩm phán Alito lẫn thẩm phán Clarence Thomas về các vấn đề được cho là đạo đức. Dân biểu Mickey Cero của đảng Dân Chủ New Jersey, người đồng bảo trợ dự luật, đã lên án điều mà bà gọi là những vi phạm đạo đức rõ ràng của các thẩm phán Thomas và Alito. Cả hai vị thẩm phán đều vấp phải sự giám sát chặt chẽ sau những tiết lộ về quà tặng từ nhà phát triển New York Harlan Crow và nhà tài trợ thuộc đảng Cộng hòa Robin Arkley theo văn phòng của Soro, dự luật này cũng mang lại cho quốc hội việc đệ trình khiếu nại về đạo đức lên văn phòng tư vấn điều tra và gỡ các báo cáo về những khiếu nại đó một cách kịp thời Đáng nhân chủ tại Hạ Viện cũng thành lập lực lượng đặc nhiệm lập tức thay đổi tòa án Court Reform Now Tax Force mà văn phòng của ông Johnson cho biết sẽ được sử dụng như một nền tảng để nâng cao nhận thức và gia tăng tranh luận xung quanh những nội dung quan trọng của dự luật thay đổi tòa án nhằm sửa chữa và cân bằng lại tòa án. Cho tới nay, fit the court và accountable... US, cả hai đều là những nhóm lợi ích thiên tả, đã tán thành dự luật này, mặc dù dự luật này khó có thể thành công tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn một dự luật của đảng Dân chủ đưa ra về quyền tránh thai. Washington Post đưa tin dự luật sẽ ngăn cản các tiểu bang ban hành luật nhằm hạn chế việc có được các hình thức tránh thai bao gồm kiểm soát sinh sản bằng nội tiết tố hoặc là dụng cụ đặt để tránh thai. Nhiều đảng viên đảng Cộng hòa gọi dự luật là không cần thiết và chính phủ đã vượt giới hạn. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins của Maine là những người duy nhất trong đảng Cộng hòa bỏ phiếu để thúc đẩy biện pháp này. Toàn bộ thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đều ủng hộ nó. Đây sẽ là một cuộc bỏ phiếu dễ dàng. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Paddy Murray đã nói trước khi kiểm phiếu, theo The New York Times, nó gần như không cần thiết. Nhưng các đảng viên đảng dân chủ đang vận động để đưa đảng Cộng hòa vào hồ sơ về quyền sinh sản, một vấn đề mà quan điểm của đảng Cộng hòa không được cử tri ưa chuộng. Thủ tinh trong ống nghiệm có thể được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới. Người đứng đầu đa số thượng viện, Joe Schumer, cho biết sau cuộc bỏ phiếu, tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy nhiều phiếu bầu hơn trong mùa hè này. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune đã nói vào ngày thứ ba theo IP, vào ngày thứ tư, thì ông Schumer đã phản bác rằng ngày hôm nay không phải là một cuộc bỏ phiếu trình diễn, đây là một cuộc bỏ phiếu cho chúng tôi thấy bạn là ai và các đảng viên đảng Cộng hòa tại Thương viện đã cho người dân Mỹ biết chính xác họ là ai. Cố gắng của đảng Dân chủ đã nhầm hệ thống hóa quyền này bắt đầu từ khi tòa án tối cao lực lượng phán quyết Roe v. Wade trong hiến pháp hai năm trước. Ý kiến đồng tình của thẩm phán Clarence Thomas cho biết quyền tránh thai là một vấn đề khác mà tòa án nên xem xét lại. Đảng Cộng hòa đã phản đối cố gắng này trong khi nói rằng họ ủng hộ việc có những biện pháp tránh thai theo tờ New York Times. Ông Schumer có thể đưa đạo luật về quyền tránh thai ra để bỏ phiếu lại sau đó. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico cảnh báo du khách Mỹ sau cuộc bầu cử tại Mexico Đại sứ quán Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo đến công dân Hoa Kỳ rằng bạo lực và biểu tình có thể nổ ra sau các cuộc bầu cử tổng thống mới đây. Các cuộc biểu tình và các cuộc tập hợp chính trị khác có thể xảy ra trước, trong và sau cuộc bầu cử. Đại sứ quán cảnh báo trước cuộc tranh cử vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 6, trong khi đó bà Claudia Sheinbaum đã đắc cử. Các cuộc biểu tình vừa qua đã trở nên bạo lực công dân hoa kỳ nên tránh tham gia các cuộc biểu tình mà có thể bị nhà chức trách xem là mang tính chính trị vì luật pháp mexico cấm công dân ngoại quốc tham gia các hoạt động chính trị và việc tham gia như vậy có thể dẫn đến bị giam giữ hoặc trục xuất có thể sẽ có sự hiện diện rầm rộ của quân đội và cảnh sát bản tin nêu rõ bản tin nói thêm rằng các cuộc biểu tình có thể khó đoán và kêu gọi mọi người tránh những khu vực xung quanh các cuộc kháng nghị và biểu tình Bản tin nói rằng mọi người nên theo dõi tin tức địa phương để nhận được những tin tức mới nhất và làm theo chỉ dẫn của quan chức địa phương. Các quan chức cho biết cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật đã bị hủy hoại bởi vụ sát hại hai người tại các điểm bỏ phiếu ở tiểu bang Puebla. Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi bầu cử qua thư. Nhóm vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump cùng với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã phát động một chiến dịch kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu qua đường bưu điện cho cuộc bầu cử vào tháng 11 hoặc tham gia bỏ phiếu sớm, tờ The Hill đưa tin. Bạn cần lập kế hoạch ghi danh và bỏ phiếu bằng mọi cách có thể, cựu tổng thống Trump đã nói trong video khởi động chiến dịch tranh cử. Đây được gọi là swap the vote, và cựu tổng thống nói rằng ông cần một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu để đánh bại đảng Dân Chủ. Cựu tổng thống nói trong một tuyên bố, cách để giành chiến thắng là dồn ép họ. Nếu chúng ta dồn họ vào số phiếu bầu thì họ không thể gian lận. Những kế hoạch kêu gọi cung cấp cho cử tri tin tức về cách bỏ phiếu theo nhiều cách khác nhau theo luật của tiểu bang họ. Các tiểu bang khuyến khích bỏ phiếu theo những cách khác ngoài việc xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu sau khi đại dịch xảy ra. Cựu tổng thống Donald Trump đã phản đối việc đó và nói rằng, tôi nghĩ nhiều người dân lận khi bỏ phiếu qua thư. Sở cảnh sát của New York có thể thu hồi giấy phép mang súng của cựu tổng thống Donald Trump. Sở cảnh sát thành phố New York NYPD đang chuẩn bị thu hồi giấy phép sử dụng súng của cựu tổng thống Trump. Vào tháng 4 năm 2023, giấy phép mang súng của cựu tổng thống đã bị tạm ngưng theo bản cáo trạng của ông về tội hình sự ở New York, và cựu tổng thống đã nộp hai khẩu súng của mình, trong khi khẩu thứ ba đã được chuyển đến Florida một cách hợp pháp. Tuy nhiên, xét đến việc cựu tổng thống bị buộc 34 trọng tội trong phiên tòa xét xử, cựu tổng thống có thể bị phát hiện vi phạm nhiều luật liên bang và tiểu bang nếu ông vẫn sở hữu khẩu súng thứ ba ở Florida. Theo một quan chức giấu tên, NYPD sẽ tiến hành một cuộc điều tra có thể sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép sử dụng súng của cựu tổng thống Donald Trump. Tổng thống Nga Putin nói, bản án có tội chỉ làm cho cựu tổng thống Donald Trump tăng điểm và thế giới không tin vào tòa án Hoa Kỳ. Nga nói rằng có thể sẽ giao vũ khí Nga cho kẻ thù của Mỹ vì Mỹ giao vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã nhận xét vào ngày thứ Tư khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới St. Petersburg lần thứ 27 rằng bản án có tội đối với cựu tổng thống Trump chỉ khiến bản xếp hạng của ông tăng lên. Điều đó cho thấy người dân Mỹ không tin về hệ thống pháp luật. Putin nói rõ ràng trên toàn thế giới rằng việc truy tố trump đặc biệt là tại tòa với các cáo buộc nảy sinh dựa trên các sự kiện diễn ra nhiều năm trước mà không có bằng chứng trực tiếp chỉ đơn giản là sự lạm dụng hệ thống tư pháp trong chính trị nói về cuộc bầu cử sắp tới ở hoa kỳ tổng thống nga putin trước đó khẳng định việc ai thắng ai không liên quan tới nga ông nói rằng nga sẽ không can thiệp vào hệ thống chính trị của hoa kỳ Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Dmitry Medvedev, vào ngày thứ năm cho biết, Nga có thể giao vũ khí cho kẻ thù của Hoa Kỳ, bất kể địa vị chính trị của họ như thế nào, để đáp lại quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Hãy để Mỹ và các đồng minh của họ cảm nhận được việc các bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí của Nga. Nga không nêu rõ là các quốc gia nào, nhưng họ có thể là bất cứ ai, coi Mỹ và đồng minh là kẻ thù của họ, bất kể niềm tin chính trị và sự công nhận của quốc tế. Kẻ thù của họ là Mỹ, có nghĩa là họ là bạn của chúng tôi. Canada lần đầu tiên hạ lãi suất sau hơn 4 năm. Ngày 5 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Canada BOC đã điều chỉnh hạ lãi suất 0.25%. Đây là lần đầu tiên BOC hạ lãi suất kể từ tháng 3 2020. Với quyết định này, Canada trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 nới lỏng lãi suất sau đại dịch COVID-19. Như vậy, lãi suất chính sách của BOC giảm xuống còn 4.75% sau 6 lần giữ liên tục ở mức 5% kể từ tháng 7 năm 2023. Trong tuyên bố, BOC cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên dữ liệu cho thấy lạm phát căn bản ở Canada đang giảm và ngày càng tiến gần mức mục tiêu 2%. Thống đốc BOC, Tim McLum, đã nhấn mạnh cuộc chiến chống lạm phát ở Canada đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Theo đó thì lạm phát đã giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục là 8,1% năm 2022, khi BOC bắt đầu việc thắt chặt chính sách tài chính. Tuy nhiên, ông mặclum cảnh báo lạm phát vẫn đối mặt với rủi ro, do đó quyết định tiếp theo về lãi suất sẽ được đưa ra thận trọng. Ông nhấn mạnh các rủi ro về căng thẳng địa chính trị và giá nhà tăng cao. Dự đoán, quyết định tiếp theo về chính sách tiền tệ của BOC sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 tới. Trong những năm qua, thì người dân Canada đã phải chật vật ứng phó với lạm phát và lãi suất liên tục tăng. Nhiều người liên tục chậm trả tiền thẻ tín dụng và trả góp xe hơi vì chi phí sinh hoạt hàng tháng cao hơn. Thế giới kỷ niệm lần thứ 80 ngày đi đê, đổ bộ Normandy, giải thoát châu Âu khỏi tay Đức Quốc xã. Ngày 6 tháng 6, những người đứng đầu thế giới đã đồng loạt kỷ niệm ngày D-Day, đánh dấu thời điểm mà 80 năm trước đây, quân đội đồng minh khởi đầu cuộc đổ bộ vĩ đại lên bãi biển Normandy ở Pháp để trực tiếp tấn công vào cứ địa của các lực lượng Đức đang chiếm đóng các quốc gia châu Âu trên đường giải thoát toàn thể lục địa này khỏi tay Đức Quốc xã hồi Thế chiến thứ hai, Reuters đưa tin chính cuộc giải thoát châu Âu này là điểm xuất phát để các lực lượng đồng minh dần dà tiến đánh và lấy lại những vùng đất rộng lớn từ châu Âu qua châu Phi và châu Á do quân đội các quốc gia Đức, Ý và Nhật thuộc phe trục chiếm đóng dẫn đến việc quân Đức đầu hàng tại châu Âu và quân Nhật sau cùng đầu hàng tại châu Á, kết thúc Thế chiến thứ hai vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tại buổi lễ kỷ niệm biến cố này do Anh tổ chức tại Versailles ở Pháp, ở bên kia biển Manche, nằm giữa Pháp và Anh, tài tử Martin Freeman đã đọc lại lời phát biểu của cựu chiến binh Joe Mice. Tôi xin kính viếng linh hồn những chiến sĩ đã bỏ mình tại đây, cầu cho họ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Lúc tôi tham gia cuộc đổ bộ Normandy, tôi đã 19 tuổi rồi, nhưng vẫn còn là một cậu bé và chưa có ý niệm nào rõ rệt về chiến tranh và chém giết. Còn cựu chiến binh hải quân hoàng gia Anh Henry qua lời đọc lại của tài tử Douglas Booth thì nói rằng Tôi vẫn cố quên đi ngày đi đây nhưng không thể nào quên được. Đã 80 năm qua rồi, từ ngày đó đến nay, những người bạn chiến đấu của tôi vẫn còn nằm yên trong lòng đất. Cả hai chiến binh kỳ cựu này vẫn theo dõi ngày 6 tháng 6 năm nay để chứng kiến buổi lễ long trọng và đầy cảm động. Vua Charles Tam mặc quân phục với đầy đủ huy chương, thật xúc động khi ông tôn vinh những ai đã tham gia vào cuộc đổ bộ lịch sử hồi nửa thế kỷ trước cùng với sức kháng chiến chống đức quốc xã của nước Pháp qua bao năm tháng, chúng ta vẫn nhớ đi nhớ lại bài học này. Các quốc gia tự do phải đoàn kết lại để chống độc tài. Chúng ta mãi mãi ngưỡng mộ và biết ơn sự hy sinh của các bậc tiền bối, nhà vua tuyên bố bằng cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Chúng ta cùng cầu nguyện sao cho mãi mãi về sau, không còn có ai phải hy sinh mạng sống của mình trong chiến tranh nữa. Vua Charles Tam nói thêm. Vua Charles Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với hoàng hậu Anh và đệ nhất phu nhân đã bắt tay với các cựu chiến binh và các quan khách có mặt tại buổi lễ tại bãi biển Omaha Beach, diễn trường chính trong cuộc đổ bộ gồm 160.000 binh lính đồng minh lên đất Pháp, nơi có khoảng 2.400 chiến binh Hoa Kỳ ngã xuống vì chính nghĩa tự do vào ngày hôm đó. Có hơn 20 vị nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ đến tham dự các buổi lễ tưởng niệm nơi này. Người ta chứng kiến những tàu đổ bộ được đưa đến để diễn lại cuộc đổ bộ và đánh dấu biến cố lịch sử này, trong khi các chiến hạm và tàu tuần tra thấy tháp thoáng xa xa cuối chân trời. Tổng thống Biden tuyên bố, đừng ai quên rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ cúi đầu, nhường bước và đầu hàng trước bạo lực. Nếu chúng ta làm như vậy, tự do sẽ bị nghiền nát và toàn thể châu Âu sẽ bị đe dọa. Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, một cuộc hành quân lớn nhất thời Thế chiến thứ hai dưới quyền của Tổng chỉ huy Thống tướng Mỹ Dwight David Eisenhower. Châu Âu, lũ lụt do mưa xối xả khiến cho 5 người thiệt mạng ở Đức. Lũ lụt và mưa xối xả khiến 5 người thiệt mạng ở Đức cuối tuần qua đã lan rộng khắp nước Áo và Hungary vào đêm thứ ba. Toàn bộ sông Danube của Áo đã bị đóng cửa sau khi các ngân hàng bị vỡ ở Linz, thành phố lớn thứ ba của nước Áo. Con sông chảy dài hơn 350 cây số ở Áo bị đóng cửa để vận chuyển sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở cả Áo và Đức. Quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi lũ lụt trở nên nguy hiểm ở miền nam nước Đức vào cuối tuần, khiến 5 người thiệt mạng. Cảnh sát đã xác nhận vào ngày thứ ba rằng thi thể của một người phụ nữ đã được trục vớt từ một chiếc xe hơi bị chìm trong nước lũ ở Bavaria. Người phụ nữ được tìm thấy ở thị trấn Mark Rittenberg sau khi vượt qua các rào chắn chặn những con đường ngập nước vào ngày thứ hai và lái xe khỏi đường vào một cánh đồng. Thi thể của bốn người khác thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào ngày Chủ nhật vào ngày thứ hai, ba người trong số họ ở dưới một tầng hầm và một người lính cứu hỏa 22 tuổi cũng đã thiệt mạng. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác bao gồm Anh, Đức, Pháp và Canada đã đưa ra tuyên bố vào ngày thứ Năm, trong đó kêu gọi cả Hamas và Israel chấp nhận đề nghị ngừng bắn do tổng thống Joe Biden đưa ra vào tuần trước. Tại thời điểm quyết định này, chúng tôi kêu gọi những người đứng đầu của Israel cũng như Hamas hãy thực hiện bất cứ thỏa hiệp cuối cùng nào cần thiết để đạt được thỏa thuận này và mang lại sự trợ giúp cho gia đình, các con tin của chúng tôi cũng như cả hai bên trong cuộc chiến khủng khiếp này, bao gồm cả dân thường, đã đến lúc chiến tranh kết thúc và thỏa thuận này là điểm khởi đầu cần thiết các quốc gia ký kết cho biết thêm rằng thỏa thuận được đề nghị sẽ bảo đảm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và sự phục hồi của giải gaza cũng như người dân ở đây cùng với sự bảo đảm an ninh cho người israel và người palestine cũng như những cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài hơn và một giải pháp hai nhà nước Hamas trong một tuyên bố trên telegram vào ngày thứ năm bày tỏ rằng đề nghị hòa bình mà họ nhận được để giải quyết cuộc xung đột ở Gaza không phù hợp với đề nghị do tổng thống hoa kỳ joe biden công bố vào tuần trước thứ sáu tuần trước tổng thống joe biden đã trình bày một đề nghị ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza theo kế hoạch này việc thả con tin sẽ đi đôi với lệnh ngừng bắn hoàn toàn cùng với việc Israel rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza trong giai đoạn đầu Trước đó Hamas nói rõ rằng họ chỉ đồng ý ngừng bắn nếu nó bao gồm những bảo đảm về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Trong khi đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các điều kiện để Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza vẫn không thay đổi. Những điều kiện này bao gồm các việc giải tán Hamas và trao trả tất cả con tin. Trung Quốc chi 147,4 triệu đô la xây trang trại điện gió ở Brazil Hãng điện lực Trung Quốc State Power Investment Corporation, SPIC, công bố khoản đầu tư 147 triệu 410 ngàn đô la cho đề án xây cất hai trang trại phong năng mới tại vùng đông bắc của Brazil, đồng thời ra mắt hai công viên lớn trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tại quốc gia này. Reuters đưa tin, SPIC đang đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà sản xuất năng lượng lớn nhất tại Brazil. Adriana Wojcik, Tổng giám đốc SPIC đặc trách Brazil nói với Reuters, các trang trại điện gió sẽ được SPIC xây dựng tại tiểu bang Rio Grande do Norte với tổng công suất lắp đặt là 105.4 MW để bán trên thị trường năng lượng tự do. SPIC sẽ khởi công xây dựng trang trại điện gió từ tháng 1 năm 2025 và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2026. Các công viên năng lượng mặt trời tân tiến được khánh thành trong tuần này tại các tiểu bang PIO và Sierra, và tổng công suất điện là 738 MW. SPIC mua và nắm giữ 70% cổ phần của các công ty năng lượng vào năm 2022. Thời điểm đó đang được công ty Recurrent Energy phát triển. Recurrent trước đây là Canadian Solar, vẫn là cổ đông và điều hành. Các nhà máy điện mặt trời đã nhận được khoảng 377,3 triệu đô la đầu tư và toàn bộ năng lượng do các nhà sản xuất sẽ được bán trên thị trường năng lượng tự do. Khoảng 65% năng lượng được bán theo hợp đồng dài hạn và 35% còn lại được đàm phán theo các thỏa thuận ngắn hơn. Tên Việt Nam lừa bán bùa giữ vợ giữ chồng, 4 người ở Nghệ An thu được 3 triệu 400 ngàn đô la. Bốn nghi can ở tỉnh Nghệ An vừa bị bắt với cáo buộc lừa bán buồn ngải qua mạng, thu được 86 tỷ đồng là gần 3 triệu 400 ngàn đô la. Theo tờ báo trong nước ngày 6 tháng 6, Nguyễn Văn Kiên, 37 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An, được xác định là cầm đầu đường dây bao gồm vợ của ông, mẹ vợ và ông Lê Đình Quý ở thành phố Vinh. Bốn người khai nhận trong 6 năm qua, họ dùng nhiều số điện thoại và tài khoản Facebook Zalo, Telegram để rao bán các loại bùa ngải như bùa giữ người yêu, bùa giữ vợ, giữ chồng, bùa ghét, bùa nghe lời, bùa làm ăn. Mỗi lá bùa được các nghi can ra giá từ 9 triệu 9 cho tới 10 triệu 9 là khoảng 389 đô la cho tới 428 đô la. Sau khi có người đặt mua, các nghi can chế bùa từ ngải cứu, gừng muối, lá thảo mộc rồi chuyển cho con mồi. Theo bản tin, những bùa ngải do các nghi can chế ra không có tác dụng như họ theo dệt. Điều tra của công an thị xã Thái Hòa cho biết có tới hàng ngàn người ở Việt Nam là nạn nhân của nhóm này. Nhà chức trách thông báo, vụ án này đang được điều tra mở rộng, nên những ai là nạn nhân bị lừa bán bùa cần đến để trình báo. Trong một vụ lừa đảo tương tự, một bản tin khác của một bài báo ở Việt Nam vào năm ngoái cho biết, nghi can Lê Tất Đạt, 27 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, bị bắt vì lừa đảo bán bùa ngải và đồ giải hạn, thu được 1 tỷ đồng là 39.327 đô la chỉ trong một tháng. Đạt đã bị bắt cùng với 10 đồng phạm. Trong vụ này, công an đã tịch thu được 18 máy vi tính, 20 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng phương tiện khác. Theo hồ sơ của công an, Lê Tất Đạt đã thiết lập các trang Facebook xe duyên 1, xe duyên 2 và xem tình duyên miễn phí để tìm kiếm con mồi. Sau khi có người nhắn tin hỏi, các tư vấn viên do Nghi Can Đạt thuê tự xưng là thầy cậu cô để tư vấn về tình duyên, cách giải hạn và đề nghị mua những đồ vật tâm linh như bùa ngải, đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, hoàng tỳ hưu, những phong thủy với giá từ 200.000 đồng là gần 8 đô la trở lên. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Hello Hồng Loan và Bảo Lộc. Trước hết cô cảm ơn tới Hồng Loan Bảo Lộc đọc tin tức hàng ngày và tin nhắn giúp tìm người thân đến mọi người. Hôm nay cô muốn nhờ Loan Lộc đọc dùm tin nhắn tìm người thân cho người bạn. Hy vọng sẽ sớm liên lạc. Chị Thu muốn tìm hai em là Trần Thị Minh Trang và Trần Hưng Việt, con ông Trần Hưng Ngự, mẹ là Nguyễn Thị Bạch Nhật. Trước ở Fullerton, California, nếu hai em có nghe tin này hoặc ai có biết, xin hãy liên lạc Rosemary Trần, số điện thoại là 714-836-4158 hoặc gửi thơ về PO Box 23083 Santa Ana CA 92711. Cảm ơn Hồng Loan Bảo Lộc nhiều lắm. Chúc gia đình Loan Lộc luôn vui khỏe, hạnh phúc. Bảo Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn và xin được nhắc lại, chị Thu muốn tìm hai em là Trần Thị Minh Trang và Trần Hưng Việt, con ông Trần Hưng Ngự, mẹ là Nguyễn Thị Bạch Nhật trước ở Fullerton, California. Nếu hai em nghe được tin này, xin hãy liên lạc với Rosemary Trần, số điện thoại là 714-836-4158 hoặc thư về P.O. Box 23083 Santa Ana, California 92711. Bà Lộc Phong Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chiều ngày hôm nay thứ năm rồi lo người Chiều ngày mai thứ sáu. <laughs> ngày mai thứ sáu, nhóm tâm ca bất chấp Bảo Lộc, Hồng Loan, JD sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm về mùa hè nóng bỏng. <laughs> mùa hè, mùa hè nóng bỏng mà thật sự là nóng thiệt. Mùa hè nóng quá long ha. Nóng quá, quý vị yêu cầu những nhạc phẩm về mùa hè, về những ngôi trường thân yêu. Lan Lộc và anh JD sẽ gửi đến quý vị. Rồi, trước khi mà vô cái chương trình ngày mai thì long muốn làm gì ngày hôm nay? Cái chuyện vui. Chuyện vui. Đầu tuần giờ chưa có, <laughs> chưa có tin vui. Đáng hy vọng nha những người đàn ông khi chết đi được lên thiên đàng. Thì cái người cai quản thiên đàng đó mới nói bây giờ xếp làm hai hàng những người sợ vợ đứng hàng bên trái những người nào không sợ vợ đứng bên hàng bên phải ông cái tung một cái tiếng trống cái tung một cái tất cả những người đàn ông nhảy qua bên trái hết chỉ có duy nhất một người đàn ông đứng lại những người bên đây đứng ngưỡng mộ người kia quá thì cái người mà cai quản cái cái thiên đàng đó mới lời hỏi anh cho biết lý do tại sao mà anh thật là anh hùng anh không sợ vợ tất cả những người đàn ông bên trái đều sợ vợ hết chỉ có một mình anh anh là một người anh hùng của chúng tôi cho tôi biết cái cảm giác những cái suy nghĩ của anh cho chúng tôi biết đi người đàn ông mới trả lời đơn giản mỗi lần mà đi xa vợ tôi kêu đứng đâu là phải đứng đó không di chuyển à không được di chuyển <laughs> lên tới thiên đàng rồi vẫn còn nghe lời vợ rồi vẫn còn sợ vợ <laughs> ý mình rút ra được một cái um, điều rất là lý thú nghĩa là những người đàn ông sợ vợ là được lên thiên đàng vậy hả <laughs> đúng không ừ <cười> <cười> tại vì vậy ai muốn lên lên thiên đàng thì sợ vợ đi <laughs> là <laughs> chuyện vừa tại quý vị. Ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.